Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Thì ta ở video buổi chiều tối ngày hôm nay thì Túc chia sẻ với anh em hướng dẫn anh em ba cái dự án chúng ta cùng nhau đi săn cái thẻ bí ẩn này, từ ba dự án Bitcevision là một này, coin là hai này, và meme file coin là ba, anh em nhá. Được chưa? Ok, thì trước tiên với cái con quả kèo Bitcevision thì đối với những người nào mà chưa tham gia thì anh em nhanh chóng click vào đường link dưới phần mô tả để anh em tham gia nha. Kể cả ba kèo này cũng thế, chưa? Chúng ta kích một phần thưởng cho mình như thường lệ thôi. Dạ, rồi chúng ta kích phần chơi cho mình này. Dạ. Rồi, combo này thì nó tùy từng tài khoản nhận được nhiều hay ít nhá, tùy theo là số lượng chúng ta hiện tại là level bao nhiêu và cái số con pet là anh em đã lưng level bao nhiêu là chúng ta sẽ được nhiều ít thôi, được chưa? Ok, thì ở cái thẻ ngày hôm nay là thẻ này đây, được chưa? Rồi chúng ta sẽ tìm con này màu da cam này, mắt màu hồng này. Rồi chúng ta dán lên này. Rồi tiếp theo là con dog này. Giữ dán lên, đẩy lên nha anh em nha. Rồi tiếp sau là con mèo này. Mèo đúng không ạ? Đây con mèo đây. Rồi tiếp theo đó là con màu xanh này. Đây con này đây. Dán đi. Rồi chúng ta kích phần kiểm tra cho mình này. Ok, chúng ta kích phần yêu cầu bồi thường này. Ok, sau đó thì chúng ta tiếp tục quay sang con tab swap cho mình. Rồi sau đây anh em nhé, con tab coin không phải tab swap, được chưa? Kích vào thanh yield cho mình này. Ok, chúng ta kích phần melee cho mình. Đối với ai chưa tham gia kèo tab coin này thì anh em có thể tham gia dưới phần mô tả nhá. Kích phần melee cho mình này. Ok, cái thẻ anh này cũng như dự án hamster con bác tôi. Còn 13 tiếng nữa là nó sẽ thay đổi thẻ mới. Khi chúng ta được 100% thì chúng ta sẽ được 320 cái đồng tap coin này. Ok, thì thẻ ngày hôm nay là thẻ gì ạ? Đây thẻ ngày hôm nay là thẻ IBO, được chưa? IBO thì chúng ta sẽ kích ở phần tem Dragon cho mình này. IBO đúng ạ, nó nằm ở phần mục tem Dragon này, kích vào IBO này. Rồi một thẻ anh em nhá. Rồi sau đó là thẻ thứ hai là KuCoinCake. Chúng ta sẽ tìm KuCoinCake, nó thường thường làm blockchain này, kích blockchain cho mình. KuCoin phần blockchain cũng có, kích phần flat này, platform này. Hay KuCoinCake đây, để mà khóa được KuCoinCake thì chúng ta sẽ là nâng cấp level cách lên level 9 này, đúng không ạ? Lên chúng ta tìm cách để nâng level 9 lên. Cách thì nó nằm ở blockchain này, đúng không ạ? Sorry anh em, cách làm ở phần tem và Zaron này. Đây cách này, chúng ta sẽ lưng lên vào 9 nha. Kích vào 9 lần nha. Rồi khi mở được kích lên 9 phần 9 lên level 9 thì chúng ta sẽ kích vào phần là quay lại blockchain này. Rồi chúng ta kéo xuống này. Rồi kéo xuống thì rồi cái đồng cu quay kích nó đã mở khóa cho anh em, nó kích vào nhận cho mình này. Ok hai nhá. Tiếp sau đó thì Brazil này, chúng ta sẽ tìm Brazil này. Đây nó nằm ở cái mục tem và Dragon này. Đây. ICO. Đây, Bare Sale. Để mà mở khóa được cái con Bare này thì chúng ta cần nâng cấp cái thằng IDO lên level 8 này. Chúng ta sẽ tìm IDO. IDO đây, IDO đây, mà để mở khóa được IDO thì chúng ta cần nâng cấp ICO lên level 7, thì hiện tại vẫn đang khóa đúng không ạ? Chúng ta lại tìm ICO. Ừ, lằng ngoằng ấy nhỉ. Đây ICO đây anh em nhá. Kích có 7 lần để nâng level 7 này. Rồi khi kích có 7 lần thì lên level 7 thì chúng ta kéo xuống này. Đấy, IDO đã được mở. Đấy, để mà mở khóa được con Bre này thì cần nâng cấp IDO lên level 8 này. IDO vừa mở đúng không ạ? Đây, chúng ta kích vào 8 lần cho mình. Rồi như anh em có thể thấy là lên level 8 rồi, kích vào 8 lần, lên level 8 rồi chúng ta kéo xuống này thì con Bre này được mở này, kích vào cho mình, kích phần get cho mình. Ok, vậy là cái mã ba cái mã từ con tap coin để chúng ta nhận 320k thì xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang con meme file coin. Rồi đối với con meme file coin này thì sáng ngày hôm nay nếu mà anh em nào mà xem video lúc trước mình hướng dẫn anh em ấy thì buổi chiều cũng như là buổi sáng là cùng một một mã mã hôm qua là 4 số 2 đúng không ạ? Sáng nay anh em làm cứ chiều hôm qua anh em nhận được 1 triệu đúng không ạ? Sáng anh làm 1 triệu nữa là được 2 triệu đúng không ạ?
cùng một mã là 22. Bây giờ mình thử nhập vào 4 con số 2 xem có được không nhá. 1 2 3 4 này. Chờ một lúc này. Mình làm lại này. 1 2 3 4 này. Không được nhá. Thì bây giờ nó chuyển sang mã code rồi. Mã code khác thì tiếp tục là mã code mới này. Vậy mã code mới của nó ở đây. Được chưa? Mã code mới nó là 2441 anh em nhá. Được chưa? Để chúng ta nhận 1 triệu cái đồng meme Filecoin này. Chúng ta sẽ kích này. 2441 này. Chúng ta chờ một lúc đây. Ok nhá anh em nhá, chúng ta nhận được rồi. Kích vừa con TU bay cho mình. Mã mới của dự án Filecoin là ngày cả ba cái mật mã dự từ dự án ba là ba cái dự án ngày hôm nay là mùng 8 tháng 7 anh em nhá. Là gửi tới anh em nhá. Kể cả meme file cũng coi như vậy. Còn con meme Filecoin này thì anh em tầm sáng mai anh em lại vào anh em dọc cái mã 2441 một lần nữa để xem có được không nhá. Vì nó chia nhỏ ra, được chưa? Ok, mình gửi tới anh em, mình gặp anh em kia.